Kính thưa ngài Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa ngài Khu Bun Hui, nguyên chủ tịch Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Singapore. Kính thưa ngài Nobu Ikui Kawai, Phó Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol. Kính thưa ngài Kate William, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Tư vấn và cấp giấy chứng nhận sản phẩm tiêu dùng. Thưa toàn thể các quý vị khách quý, hôm nay tại thủ đô Hà Nội, thành phố vì hòa bình, chúng tôi rất vui mừng và rất hân hạnh được đồng tổ chức hội nghị thực thi pháp luật quốc tế lần thứ 8 về sở hữu trí tuệ với tổ chức Interpol và đối tác là tập đoàn tư vấn cấp chứng nhận sản phẩm tiêu dùng UL. Chúng tôi coi sự kiện này là một vinh dự rất lớn, thể hiện sự tín nhiệm của tổ chức Interpol đối với Việt Nam. Thay mặt cho lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu đã đến với Việt Nam để tham dự hội nghị và xin gửi đến các quý vị những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa các quý vị, trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam, lực lượng công an Việt Nam nói chung và lực lượng cảnh sát nói riêng đã luôn chủ động và tích cực hợp tác chặt chẽ trên nhiều mặt với lực lượng cảnh sát các nước trên toàn thế giới. Trong sự nỗ lực đấu tranh chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, góp phần để đảm bảo an ninh trật tự của đất nước, giữ gìn hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Thông qua kênh hợp tác Interpol, lực lượng cảnh sát Việt Nam đã và đang mở rộng hợp tác rất hiệu quả với lực lượng cảnh sát các nước thành viên của các tổ chức Interpol. Không chỉ trong lĩnh vực phòng chống tội phạm mà còn cả trong hợp tác đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực chiến đấu, xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, hiện đại, đóng góp to lớn vào việc giữ gìn sự ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự trong phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước trong những thập kỷ qua. Kính thưa các quý vị, tiến trình hội nhập quốc tế đã mang lại những lợi ích hết sức to lớn đối với các quốc gia trên thế giới, song nó cũng tạo ra rất nhiều khó khăn, thách thức đối với lực lượng thực thi pháp luật nói chung và lực lượng cảnh sát nói riêng. Đặc biệt từ khi chúng ta bước sang thế kỷ thứ 21, quá trình toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng thì hoạt động của tội phạm xuyên quốc gia nói chung và tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ nói riêng ngày càng có những diễn biến phức tạp hơn. Các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ xuyên quốc gia, nhất là sản xuất và buôn bán hàng giả, luôn tạo ra siêu lợi nhuận nên đã lôi kéo được nhiều đối tượng tham gia trên nhiều lĩnh vực, địa bàn và từ nhiều quốc gia lãnh thổ khác nhau. Có thể thấy rõ ràng rằng các băng nhóm tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đang ngày càng đầu tư và tham gia vào các hoạt động xâm phạm sở hữu trí tuệ như sản xuất và buôn bán hàng giả, tội phạm sử dụng công nghệ cao, sản xuất và buôn bán ma túy, buôn bán vũ khí, v.v. Trên một thực tế, các loại tội phạm này ngày càng có sự liên kết chặt chẽ và sự hỗ trợ tài chính cho nhau để cùng hoạt động. Bên cạnh đó, các đối tượng đã lợi dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào quá trình phạm tội. Do đó các hoạt động xâm phạm về sở hữu trí tuệ ngày càng tinh vi, rất khó bị phát hiện. Chính vì vậy, hậu quả do tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ xuyên quốc gia đã gây ra rất nghiêm trọng hơn, không chỉ tổn hại ở từng quốc gia mà còn liên quan đến nhiều nước, không chỉ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đến quyền lợi và của người tiêu dùng. Vì thế, cuộc đấu tranh chống các loại tội phạm này đòi hỏi phải có sự hợp tác hết sức chặt chẽ, hiệu quả không chỉ giữa các lực lượng thực thi hành pháp luật với nhau, mà còn cần có sự tích cực, chủ động tham gia của các doanh nghiệp và người tiêu dùng, không chỉ ở từng quốc gia đơn lẻ, mà còn là sự nỗ lực của toàn thế giới để tạo nên sự hợp tác toàn cầu để ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm đúng với mục đích ý nghĩa của hội nghị chúng ta hôm nay.
Thưa các quý vị, nhân dịp này, thay mặt cho lực lượng cảnh sát Việt Nam, tôi muốn khẳng định một lần nữa cam kết của cảnh sát Việt Nam trong hợp tác chặt chẽ với tổ chức Interpol và với tất cả các đối tác trong và ngoài nước trong cuộc đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là loại hình tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ. Tôi xin chúc mừng tổ chức Interpol với sáng kiến tổ chức hội nghị thực thi pháp luật quốc tế về tội phạm sở hữu trí tuệ đầy ý nghĩa này và trân trọng cảm ơn tập đoàn tư vấn và cấp giấy chứng nhận sản phẩm tiêu dùng UL đã tổ chức thường niên hội nghị. Tôi cũng tin tưởng rằng với sự tạo điều kiện tối đa của tổ chức Interpol, nước đồng tổ chức Việt Nam và sự hỗ trợ của tập đoàn tư vấn cấp giấy chứng nhận sản phẩm tiêu dùng UL, các đại biểu sẽ có nhiều sáng kiến để tăng cường trao đổi kinh nghiệm và mở rộng hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật của các quốc gia, cũng như sự hợp tác tích cực, chủ động giữa các học giả, các chuyên gia, tổ chức, doanh nghiệp và lực lượng thực thi pháp luật trong đấu tranh, phòng và chống tội phạm, đáp ứng được yêu cầu của mỗi đơn vị và mỗi quốc gia trên toàn thế giới. Xin kính chúc các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc cho hội nghị chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng, cảm ơn.